mẫu đèn laser mới nhất của công ty bên mình. Một hai mẫu đèn laser này có tên là đèn laser DJ Royal Singer xoay 360 độ. Đây là hai mẫu đèn đang được bán chạy nhất. Đèn này phù hợp để mọi người mua trang trí cho quán bar, vũ trường, VIP club hoặc là những các phòng bay, phòng karaoke có diện tích từ 20 cho đến 50 mét vuông. Đèn có thể quét ra những cái luồng tia 3D rất là ảo. Mẫu đèn này nó có chế độ cảm ứng theo nhạc, kệ auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMX chuyên nghiệp. Nên mọi người cũng có thể mua để trang trí cho những cái sân khấu ca nhạc, những cái sân khấu đi show lưu động cũng rất là đẹp. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế từ studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa BOL1 RO08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.